ទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់លោកស៊ីជីនភីងបានលើកឡើងថាចិនអាចធ្វើការបើកលុកលុយតៃវ៉ាន់ត្រឹមឆ្នាំ2027ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនភីងបានបង្ហាញចេតនានៅក្នុងការប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីពង្រួបបង្រួមតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនឲ្យបានដោយគិតត្រឹមឆ្នាំ2027តែប៉ុណ្ណោះនេះបញ្ជាក់ទៅតាមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់លោកស៊ីជីនភីងដ៏មានឥទ្ធិពលនៃកម្មវិធីគោលនយោបាយអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះឲ្យដ
lăng chiêng thun chiêng yu thi giá rót âm bực nực nong cá đo sải ở với đẹp pon chấm muối nắng đan co đại cướp con đại khuôn kế mộc y ở rộp bát chân sastra cha mẹ chúng ta chín khăn rong nơi ai sẽ có vị lai sắc sao andra chiết ren min ba miem pro sa ở đường thà pleem nơi pe đại sập hi chiết này cái nắp cung mình chân nơi ở đây đường nghe chân năm pi pom bập hay pi scenario này cả bằng ruộng đại cầm lăng toab đường chụp từ mốc khai chỉ cá bật hai vị cứ tùm nong đại thà pleem chỉ nhẹ được nón đường chụp từ mốc này cả bằng ruộng trăm chân năm pi pom bập hay trăm pi khuôn rồi chân năm này cả bằng cát còn toab bằng đọp bạch chi chun chân sastra cha chín tàu ban kế chặt tục thà cứ chia bộ cô đam biến ở tập bồi mồi nơi khung bờ tây chân chia mồi nâng ca đam biến nhạc quan tro chỉ trả nơi khung bàn tay sừng côm ra bao lục mặt tây ra bao lục trong cõi nơi cứ chia ca sừng cọt ngôn âm pi sầm lên đại tàu ban kế đăng thà bản lư lang the phil davinson cứ chia mấy bên chia ca johnny watt rob bob sarod amrit nơi bên chia ca ấn độ pacific đại ban prap tây căn cana kamaka bom ra ca con toa brazapia đan ye tha khiêm cả tha ca cùng rèm cầm hai khung ấn long tu su vật ní cứ viên nâng chiên châu một đó giang hậu na cứ pram mồi chân ប្រហែលគ្នានេះដែរចិនត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ទូតាំងពិភពលោកអំពីសកម្មភាពយ៉ាងកូឃ្លឿនរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនធ្វើដាក់លើតៃវ៉ាន់និងបន្តទៀតរហូតដល់អាចកាន់កាប់ដែនកោះមួយនេះយ៉ាងហោចណាស់ថ្មីៗនេះ30 ចិនមានភាពរឹករលក្នុងអំណាចនៃការបង្រួបបង្រួមតៃវ៉ាន់ដោយកម្លាំងទ័ពក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ6សប្តាហ៍ហើយថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនអាចពញាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចម្ងាយ1000ម៉ាយហើយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនត្រូវបានគេជឿថាគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការពង្វៀងនៅនីវីរបស់កងទ័ពអាមេរិកឲ្យឆ្ងាយពីដែនទឹកចិនទៀតផងព្រោះតែតៃវ៉ាន់មិនអាចប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងចិនដោយកម្លាំងយោធាវាត្រូវបានគេបដោ
chùm nuôi phò phía nâng bò miến bị bản áp bà tế nền nì khi đang thả miến bị bà tế trong bóng cư cho bọn này nâng giả rõ nằm rịch đòi cho bọn cư chi bà tế đàn có mũi đài miên chuộp đài chất nâng tay vắn hai miến mô là than tọp xả rõ nằm rịch tràn xâm bám nơi lưu tức đây à xin nít tạm đồng cho bọn bàn bằng hai cả quam trố cư chi bà ca chùm mũi nâng tay vắn không bê đàn biên ca ai bà chôm nê ca lúc lưu ở bà chân viết ra bán kỳ đê ca nâng nông thamay thamay nít đài cho bọn nâng dư thị xả rõ nằm rịch bàn bằng ca nơi phan ca priếng đâm bây xa ca mà phép xâm rõp xâm rũ nông bà tất ca nê ca lúc lưu nê đàn có mũi nì trong phần cả đi còn toàn bà rin ở bờ sao rót âm rít nâng đầm lang nơi cà ríp chăm vô thì hãy đã bùng rì nơi con đường đầm bón để đàn có tìm mũi nàn say đại lý sản thân đỏ chiu su mũi này có chấm nuôn buôn thấm thấm ở bờ châu bốn từ cam tây văn tốc châu con đường bên thay thay nếp bàn cụ bánh chè thắt luôn nâng rốt rốt sẽ cầm phim xem xem tiết hay nâng tiêm luôn cho scenario xem xem đại chi cà ríp chăm anh bị tập nhẹ tập đông chung với nâng sao rót âm rít protein này tập đây muốn này protein châu bốn dính dấu à bé ban dây thả phép ác sân ở rộp tài văn cư chi phép ác sân ở rộp châu bần. Nóng ca phải chống chụp sinh nhan mùi ní lục chín ba miền bà sát thả châu bần cua tài mấn ăn ra cung châu bố phép ác sân ở rộp tài văn lúc ba mình chế bằng thêm thả xa rõ ảm rích bằng ai xong bây tài dụng chinh tài văn hãy không bật tất cả đài miền cả ăn ra cung phi châu bần chân nâng pra cầm lắng nằm bầy vi bọ tư can châu bần. Châu bần trời tài tư sko ông phi ăn ra cam mùi ní thả vi bà bật lạc nơi tì nà bây giống tam lục chín thiếp đài trong ảnh biên nơi ca bằng rôn bài xâm thay vị thi chung mùi nâng tài văn cư viên lũng bạn nà đòi xa tài bà thi nê thập đầy xa em vân nơi ca nạ bạc bà chì thập tài chiên lươn can ẩm nài tài bà xanh chì bạc cư mình tăng miên bài kì chuyên chân nè chân nào chân nằm bì bò mà phê buồn nốt cư tùm nẹ tùm nốn đang bà xá cư mình tăng văn tài cư mình tăng có mình quam trô xót xa đài chín chư dịa thá tài văn cư tài miên tùm nẹ tùm nốn nơi ca nông ca bằng rôn nơi dây ở với đại tờ rùi hai lúc chúng tôi đại thà không biết tế phép ở cọ tài miên tạp phép ở cọ đại trời thuê lắng xâm rạp tài văn chân nâng cho bốn miên nơi ca cùng rút khuôn hà
ហើយនឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាងពីប៉ុមភៃមួយទៀតហើយលោកជំរិនថាចិននឹងបើកនៅសមាជបរបស់ខ្លួនក្នុងរដូវសឹកឈីជ្រុះនេះនៅខែវិច្ឆិកាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់ខ្លួនផងដែរដែលវាគឺជាប្រតិទិននយោបាយដ៏រវល់មួយដែលរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនឹងអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងតៃវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានគេដឹងថានឹងបោះឆ្នោត ហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិពលរបស់ចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានប្រកាសចំពោះការធ្វើពហិការការទូតនៅក្នុងការចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះតែម្ដងតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីគេក៏មើលឃើញថាវាមិនមែនជារឿងសំខាន់ប៉ុន្មាននោះដែរប្រទេសនីមួយៗគឺនៅតែបញ្ជូនអត
សម្រាប់ក្រុមការងារ7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info